chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, đối với một số người họ coi nhẹ việc luyện tập thể thao, nhưng đối với lại một số người khác thì luyện tập thể thao là một niềm đam mê, niềm yêu thích trong suốt cả cuộc đời của họ. Và không ai khác xin được giới thiệu với quý vị khán giả, nhân vật khách mời sẽ trò chuyện cùng với Thanh Huyền ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Thúy Uyên. Xin chào Thanh Huyền và Uyên xin chào khán giả của chương trình Son Môi Đỏ. Dạ, theo những gì em biết về chị thì cái niềm đam mê thể thao đối với chị nó rất rất là lớn đúng không chị? Nói chung là nó đi theo Uyên từ lúc 10 tuổi cho đến bây giờ là 40 năm rồi. Thật sự là Uyên cũng đam mê, nhưng mà Uyên sẽ chuyển biến nó theo cái mà phù hợp với từng lứa tuổi, từng giai đoạn trong cái cuộc đời của mình. Khi mà mình còn nhỏ thì mình tập nó hăng say hơn, nó sẽ có những cái động tác khó hơn. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi, trải qua nhiều cái biến cố của cuộc sống, chẳng hạn như mình sẽ có những cái bệnh ra, chẳng hạn như đầu gối hay là cổ hay là vai, lưng, ngực gì đó, thì từ những cái mà mình gặp khó khăn ở trong cuộc sống đó thì mình có những cái bài tập mà nó làm cho mình phải khắc phục, đưa ra những cái bài tập bản thân mình chinh phục, rồi mình mà truyền cái cảm hứng đó cho những người khác. Thậm chí là chị yêu thể thao trước khi chị yêu âm nhạc đúng không ạ? Khi mà Uyên tham gia tập luyện từ 10 tuổi đó là cái bộ môn thể dục nghệ thuật, tức là múa lụa, múa vòng, múa bóng thì phải có nhạc rồi. Nhưng mà khi mà phải chọn một trong những cái môn mà yêu thích đó, thì Uyên bắt buộc phải chọn một môn đánh đàn để mà mình có thể kiếm sống sau này. Ha, nhưng mà vẫn còn cái niềm đam mê ở trong đó là mình muốn được đứng trên sân khấu, muốn được thể hiện, thì mạnh dạn đi xin vô tập thôi, chứ còn mình chưa biết là tới bây giờ mình có giữ được nghề hay không. Nhưng mà may mắn là mình cứ giữ cái niềm đam mê đó, và nó do cái thời gian, do cái những cái bước ngoặt nó làm cho mình phải cố gắng đi tới để mình có một cái mục đích cuối cùng là sức khỏe. Dạ, em thấy là đến một thời điểm thì khán giả không có thấy chị nhiều ở trên sân khấu nữa, mà là thấy chị với một cái vai trò là huấn luyện viên thể thao. Dạ, tại sao lại như vậy ạ? Uyên bị thoái hóa đốt sống cổ thì mình phải xây dựng một cái hình ảnh khỏe mạnh khác. Thì Uyên mạnh dạn đặt cái vế mà ca hát biểu diễn qua một bên. Bởi vì ca hát biểu diễn mình có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng sức khỏe phải là cái điều ưu tiên, bắt đầu từ tuổi 40. Cho nên là từ tuổi 38 sau cái cuộc thi mà Gương Mặt Thân Quen á, thì là Uyên dừng luôn cái việc đi ca hát. Tất nhiên là dừng hẳn 100% thì không phải, nhưng mà mình đặt nặng một cái vấn đề là sức khỏe mình phải đặt ưu tiên hàng đầu, và cái hình thể của mình phải luôn đẹp. Mình sẽ phải cảm thấy là mình phải nỗ lực hơn những người khác. Tại vì những bạn trẻ hiện giờ thì những đó, chẳng hạn như đây, quá trẻ đẹp luôn. Nếu như mà Uyên không giữ cho cái hình ảnh của mình như vậy thì Uyên cảm thấy là có lỗi với bản thân mình nhiều lắm. Và cái sức khỏe nó nói lên cái điều đó. Bởi vì mình có tô son, trát phấn, có như thế nào nữa vẫn không thể hiện được cái tinh thần nếu như mình không có sức khỏe. Tại vì khi mà phụ nữ trung niên họ lớn tuổi thì họ đau đầu gối nè, đau lưng nè, đau vai, nhức mỏi. Thì tập luyện làm sao mà thể lực họ lên từ từ, càng lớn tuổi thì mình càng có nhiều bệnh, thì có nhiều bệnh thì mình mới ra được nhiều bài tập hay cho mọi người. Dạ, cái cảm xúc, cảm giác khi là một huấn luyện viên thể thao nó khác gì so với công việc của một ca sĩ trên sân khấu hả chị? Ca sĩ ha, thì mình đứng lên là mình được nhận cái vỗ tay, mình cảm nhận là cái bài hát ngày hôm đó mình thể hiện tốt thì nhận được cái tràng vỗ tay lớn hơn, nó ngay tức khắc. Tất nhiên là cái phần khổ luyện để bước lên sân khấu nó cũng phải trả giá rất là nhiều. Nhưng với cái công việc của huấn luyện viên thì không phải một sớm một chiều mà thấy được cái sự thay đổi của người học viên. Bởi vì họ bước vào với mình, thứ nhất họ mong muốn có sức khỏe, thứ hai là thay đổi hình thể. Thì một trong hai thể trạng đó, với cái người mà muốn thay đổi hình thể thì sẽ có những bài tập riêng để họ thấy trong vòng một tuần, hai tuần, ba tuần họ thay đổi. Còn với sức khỏe thì phải dài hơn. Tại vì họ không có sức khỏe, họ mới tìm tới mình, tìm những cái bài tập phù hợp. Và mình cũng dựa trên những cái bài tập fitness của mình, làm sao cho họ vượt qua được những cái chướng ngại vật do cái cơ thể họ tạo ra. Thì nó phải có cái điều đó dài hơn. Thì mình chăm chút họ mỗi ngày. Thì cái điều mà khi mà thấy họ thay đổi và họ chia sẻ lại với mình thì cái đó là mình hạnh phúc vô cùng. Tự nhiên Uyên thấy yêu cái công việc này vô cùng, mặc dầu là cái công việc ca hát nó vẫn làm cho Uyên đôi lúc mình cũng phải nhớ, mình mong muốn được đứng trên sân khấu, nhưng mà
cái trọng trách của mình. Uyên đặt ở đây là một cái trọng trách. Thứ nhất là bản thân mình phải giữ sức khỏe để mình truyền cảm hứng cho những người khác. Và những cái người mà họ tin tưởng mình, họ đến với mình với cái vấn đề sức khỏe hay hình thể thì mình cũng phải làm tròn cái công việc đó. Em thấy là như chị vẫn ra những cái sản phẩm mới mà kết hợp cả cái niềm đam mê với thể dục thể thao cùng với âm nhạc ở đó mà, đúng không chị? Đúng rồi. Cái MV gần đây nhất. Đúng rồi, những cái MV về tập thể dục chẳng hạn, tập kỹ càng về đầu gối, về lưng chẳng hạn. Nhưng có nhiều người thì họ muốn tập bụng ha. Chỉ cần các bạn tập 1-2 động tác trong một thời gian thì nó mới tới lên cái level thứ 2, thứ 3, thứ 4. Chứ mình không có tập ồ ạt. Dạ, từ trước đến nay thì chị đã theo đuổi những cái bộ môn thể thao nào ạ? Uyên cũng nói chung là thể dục thì có là thể dục nghệ thuật nè, thể dục nhịp điệu nè, nhảy múa hiện đại chẳng hạn, môn Latin Fit là của Uyên. Rồi ngoài ra thì trong thời trung học thì Uyên có nhảy cao, điền kinh chẳng hạn. Trời ơi. Bơi có hết. Nói chung là môn gì dính tới thì mình cũng thử sức qua. Bóng chuyền cũng có, nhưng mà mình không có đi sâu, tại vì Uyên cũng thích tham gia thử coi như thế nào. Ông xã của Uyên cũng dạy cái môn võ Brazilian Jiu-Jitsu, cho nên là Uyên cũng thử. Nhưng mà đôi lúc thấy mình không hợp, nên mình cũng muốn đôi lúc mình cũng muốn ra oai hay là muốn tự bảo vệ mình. Nhìn chị giống như là người ta được truyền một cái niềm cảm hứng với cái việc luyện tập thể thao. Khi mà Uyên truyền cảm hứng, Uyên không có cười. Uyên rất là nghiêm. Nhưng mà chính cái sự nghiêm túc của mình, họ cảm nhận cái niềm đam mê của mình. Uyên cũng muốn bạn nghiêm túc đi theo những cái điều mà Uyên trải nghiệm qua, và bạn sẽ trải nghiệm và bạn cảm thấy nó tuyệt vời như thế nào. Dạ, em nghĩ là sẽ có nhiều chị em phụ nữ cũng muốn là vóc dáng của mình ngày càng đẹp hơn, rồi cái tinh thần của mình nó phấn chấn hơn, nhưng mà hay viện lý do là nhiều khi mình bận quá. Bận quá phải không? Tại vì Uyên cũng có những cái bài tập dành cho văn phòng, hoặc là thí dụ như bài tập với ghế ở đây, thí dụ như ở nhà, hay là ở nhà mình ngồi chơi, mình xem TV, Uyên cũng có những bài tập với ghế nè, hay là ở nhà chăm con thì mình vẫn có những bài tập đó. Thì những cái bài tập Uyên nó rất đa dạng, và các chị em chỉ cần dành cho mình 15 phút mỗi ngày, chỉ cần 15 phút thôi, các bạn sẽ có cái điều mà mong muốn. Thứ nhất, mồ hôi ra. Thứ hai là mình cứ kiên trì thì mình gọt cái phần mỡ đó, mình thấy nó đẹp hơn, mình sẽ tập nhiều hơn. Như vậy thôi. Và thêm một phần nữa là phải ăn uống nữa. Dạ, ăn uống thì cái cách ăn uống của chị thì nó có gì đặc biệt không chị? Ở đây Uyên không có dùng chữ ăn kiêng, bởi vì bạn ăn kiêng là bạn sẽ phải bỏ. Trong đầu bạn nghĩ là bạn phải bỏ, chẳng hạn bỏ tinh bột, bỏ đường, bỏ ngọt. Đúng, trong một cái thời gian ngắn bỏ là nó xuống. Nhưng với cái thời gian lâu dài hơn, cơ thể mình vẫn phải có cái nhu cầu. Nếu như mình không có tinh bột vào thì mình bắt đầu mình cảm thấy đuối rồi đó. Nhưng ăn tinh bột nhiều quá, ăn xong cái buồn ngủ, đúng không? Nhưng mà ăn tinh bột, nếu như ăn tinh bột trắng thì nó là chuyển hóa nhanh, thì bạn hưng phấn ngay lúc đó, nhưng bạn cũng xìu nhanh hơn. Còn nếu như Uyên chuyển cái tinh bột đó qua cái tinh bột tiêu hóa chậm, chẳng hạn như gạo lứt nè, bí đỏ nè, đó thì những cái loại đó, khoai lang, thì nó sẽ tiêu hóa chậm hơn, nó làm cho mình lâu dài hơn, không đói nữa. Dạ, chị có thể chia sẻ một chút về những dự định trong tương lai của chị. Chị sẽ có thể là mở rộng và truyền nhiều cái niềm cảm hứng việc luyện tập hơn đến mọi người như thế nào? Uyên sẽ có nhiều cái option, nhiều cái dạng bài tập hơn cho mọi người. Thì Uyên mong muốn là mọi người sẽ theo dõi cái những cái bài tập của Uyên sắp tới trên này, và cũng trên những cái kênh truyền hình. Em nghĩ nó không hẳn là một cái bước chuyển mình với thể thao. Trong từng cái giai đoạn cuộc đời thì mình biết là mình cần tập trung vào cái điều gì hơn. Và đôi khi có những cái niềm đam mê từ thuở bé, nó lại một lần nữa nó quay trở lại và nó thôi thúc mình. Đúng rồi. Và mình cũng cảm nhận là mình ở lứa tuổi này thì có những cái người phụ nữ đồng lứa với mình, họ sẽ tập được với mình với những bài tập như thế nào, và mình thuyết phục họ để họ tới với mình để mà thay đổi sức khỏe. Thì Uyên nghĩ là cái số tuổi so với lại những cái bạn trẻ thì Uyên sẽ có những cái bài tập khác. Với số tuổi này hoặc với những căn bệnh này, với bệnh đau lưng hay cái gì, sẽ có những bài tập khác. Thì những cái người phụ nữ mà trung niên 50 tuổi trở lên, chẳng hạn như mẹ Uyên chẳng hạn, bây giờ vẫn khai cục tạ, tập những gì mình đưa ra. Quan trọng là bạn có tập hay không, rồi bạn mới tìm thấy được cái niềm vui ở đó. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc cho chị là sức khỏe là ngày một tốt hơn. Và Thanh Huyền cũng xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả của chương trình Son Môi Đỏ trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.